Con lấy cái này cách gốc 20, cái này trong bấm cách gốc 20 cân rồi đi, cách gốc 20 cm. 20 cm. 20 cân đi. Rồi, anh cứ lấy cái này con lấy cái làm mẫu. Cái gốc 20 cm. Chúng ta đi rồi. Trước hai ông con thống nhất lần này nhá. 16 17 trở lên cũng khoảng 18 hót xuống được không nào? Khoảng đây là kích thước cách gốc 20 cm và 16. Không, đấy là chú nó là tối thiểu là 16 mà tối đa là 20. Vâng. Tối thiểu 16 tối đa là 20, thì trên 20 thôi. Vâng. Cứ rút dưới 20 rồi lại. Vâng. Ok ạ. Bây giờ mình sẽ thống nhất là thu bớt lại nhé, thu lại nó còn khoảng 50 đến 60 cm thôi nhé. Không, cắt bằng cháu. Cắt bằng à? Thế tùy bác. Thì cháu đo lấy một cây khoảng xem cái vít này. Đấy, anh vít em cái que anh đo luôn. Như lần trước ấy. Đo đến cái tầm tán, tầm trên cái cạnh của thằng ngọn. Thu vào cái ngọn xuống nó. Kéo cái ngọn đó làm mẫu nhé. Đã hỗ trợ. À đúng rồi, cái tán kìa. Đây, cứ làm bằng cái tán cái này. Đấy, đó. Cái tán cho cắt, cái tán cắt vào đi, cho cắt đi cái bằng cái tán kia đấy. Nó quay xuống tận đây em. Tức là lấy cái ngọn bằng chỗ kia gì? Ừ, cái ngọn đấy. Sau là bấm thu lại nhé. Vâng. Giờ thu lại bao nhiêu? Thu lại chỉ 30 cân. Còn lại 30 cân. 30 cân là mỗi bên là 30 cân đấy nhỉ? Rồi. Tức là 60. 60 rồi. Đi sang đây tham quan nốt bên này. Bác còn triển khai cây gì nữa không? Cái làm từng bước đi cháu ạ. Vâng. Đấy thì cho có bằng lăng này. Cọ bằng lăng Hoàng Yến có. Đấy cái là các vùng khác. Vâng. Các vùng người khác. Người khác người ta làm giàu. Hôm đây thì phải đàn tàng hết thì. Có loại to hơn cũng có. Đấy, loại này loại to. Loại to nó như thế này. Cây 3 năm tuổi. 3 năm tuổi. Đấy, con to kia là vanh 30, con khủng đấy là 30 đấy. Đấy, đi thêm đoạn nữa. Rồi tham quan ngó thế đấy, hiện tại có mặt hàng như thế này. Thì bác với anh mà cứ cần đi. Cứ cần thì anh bác cháu mới làm việc. Cái này sang thì là lấy của cháu này đây đúng không? Vâng. Cháu cũng điều động được chứ. Được, nhân công là thợ là cháu là điều khiển. Cháu xử lý được hết ạ. Cháu xử lý được. Vâng. Không. Bác cháu mình làm việc lâu dài là bác cứ mặt hàng nào mà bác cứ báo thôi. của họ thì cháu cứ điều động được về những thêm là những hàng trên này. Đó cháu trên là các hết. Cái này thì là được. Nhà anh còn đây không ạ? Nhà anh em ở ngay chỗ thị trấn đi vào 6 cây nữa. Vâng. Đấy, muồng có muồng vàng này, rồi là có ban, đây cái ban. Đấy, các bác muốn có ban thì bác gọi. Vâng, đây, đi tắt ở đây, đây, tối này. Xin cảm ơn các bác nhé. Chúc các bác may mắn, thành công.